bất hiếu với cha mẹ, muôn đời chịu nhiều sự thống khổ, luôn phải sống trong cảnh nghèo túng và không được ai tôn trọng. Phật dạy rằng, trong hàng ngàn tội lỗi, thì phạm vào tội này là nặng nhất, nghiệp báo rất lớn. Trong các tội, không có tội nào lớn bằng tội bất hiếu. Các tội khác còn có thể tha thứ và thông cảm được, riêng tội bất hiếu khó mà thứ tha. Trên đời này, không có người con bất hiếu nào mà công thành danh toại. Chỉ có những người con biết hiếu thảo mới làm nên sự nghiệp lớn lao. Đó là đạo lý làm người với trái tim hiểu biết. Người xưa đã dạy rằng, trong trăm cái thiện thì hiếu đứng đầu, khuyên bảo chúng ta phải hiếu thảo với cha mẹ, với bề trên là phận làm con. Không chăm sóc cha mẹ khi về già đã là không tròn bổn phận, là bất hiếu, và trời đất sẽ không dung tha. Đức Phật có dạy, từ vô lượng kiếp đến nay, chúng sanh lang thang trong nẻo luân hồi, bỏ thân này nhận thân khác, sinh đi sinh lại bao lần. Sữa mẹ mà chúng ta đã uống còn nhiều hơn nước trong bốn biển. Rồi công ơn dưỡng dục của cha mẹ, đời này kiếp này làm sao trả hết. Và từ ngàn xưa thì chữ hiếu là nền tảng của đạo đức, gia đình là nền tảng của xã hội. Trong gia đình thì chữ hiếu là nền tảng để xây dựng hạnh phúc, đem đến sự an vui an lạc cho tất cả mọi người. Con cái có hiếu với cha mẹ, ngoài việc mang lại niềm vui hạnh phúc trong gia đình, còn mang đến cho chính mình sự an lạc bình an. Đức Phật cũng đưa ra tiêu chuẩn đối với một người con được gọi là hiếu đạo, thì phải hội đủ hai mặt, sự và lý. Sự là hình thức báo đáp bên ngoài, là lo lắng chăm nom, phụng dưỡng cha mẹ khỏi mọi điều thiếu thốn như vật chất, luôn tôn trọng kính lễ cha mẹ và không được làm cho cha mẹ phiền lòng. Lý là chăm lo đời sống tâm linh cho cha mẹ, hướng cha mẹ phát khởi thiện tâm, gieo tạo phước lành tu theo chánh đạo, là làm sao cho cha mẹ hiểu rõ đường lành, tin sâu nhân quả, thoát ngoài vòng mê tín ra khỏi luân hồi nghiệp báo, đạt được an lạc giải thoát trong hiện tại và tương lai. Với những người ngược đãi cha mẹ sẽ chịu quả báo, phúc báo có gây dựng bao nhiêu cũng mất hết, kiếp này không chịu hết thì sang đến tận kiếp sau. Phật dạy trong muôn ngàn tội, tội bất hiếu là tội nặng nhất. Bất hiếu thứ nhất, tức không nghe theo lời giáo dưỡng của cha mẹ, vì vậy mà đánh mất đi chính mình, lâm vào ma đạo vạn kiếp bất phục. Bất hiếu thứ hai, chính là phá gia chi tử, tiêu tán tài sản của cha mẹ vào những việc vô độ, khiến trời đất khó dung tha. Bất hiếu thứ ba, chính là ăn bám không chịu tự lập, dù cha mẹ đã tóc bạc còng lưng, vẫn phải nai lưng ra làm kiếm kế sinh nhai. Cha mẹ chính là hai vị Phật sống vĩ đại nhất trong cuộc đời của mỗi người. Mẹ vất vả mang nặng 9 tháng 10 ngày, trải qua nhiều cơn đau thập tử nhất sinh để mang đến cho ta mạng sống. Cha một nắng hai sương ngày đêm lo nghĩ, hao tổn tâm lực để lo cho ta miếng cơm ngon ngọt. Cha mẹ không chê con khó, nhưng con lại xấu hổ khi cha mẹ nghèo. Cha mẹ nhẫn nại nuôi con, nhưng con cái lại chê cha mẹ phiền phức khi về già. Xưa này thì bất hiếu với cha mẹ, chính là trời đất không dung tha được. Cha mẹ sinh ra mình, nuôi dưỡng mình, mà mình còn không thể bao dung yêu thương, thì làm sao có quyền được hưởng công danh, hưởng cuộc sống hạnh phúc. Trong Phật giáo có câu rằng, hành vi bất thiện chi tiên, hiếu thảo được coi như đứng đầu trăm hạnh. Bất hiếu với cha mẹ chính là tội lớn nhất. Đức Phật từng ví cha mẹ như hai vị Phật trong nhà, là Phật Thích Ca và Phật Di Lặc, như trời phạm thiên, như bậc đạo sư ở đời. Làm người phải biết ơn hiếu kính với cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ bằng những điều lành. Con cái có bổn phận phải chăm sóc đời sống tinh thần của cha mẹ, hướng cha mẹ đến điều thiện điều lành, tránh xa điều xấu điều ác, giúp cha mẹ tạo nhân duyên lành, mang tới hạnh phúc cho con cái đời sau. Giáo lý nhà Phật cũng chỉ ra, những người ngược đãi cha mẹ sẽ phải chịu quả báo mất hết phúc, phần kiếp này không chịu hết thì đến kiếp sau phải chịu. Trong buổi chia sẻ về chủ đề nhân quả trong việc ứng xử với cha mẹ, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh đã trích dẫn những lời Đức Phật dạy trong kinh Nghiệp Báo, sai biệt về nhân quả của những hành vi cử chỉ khi chúng ta đối với cha mẹ của mình. Cụ thể như sau: người khiến cha mẹ buồn khổ sẽ bị bệnh tật ốm yếu. Trong kinh Nghiệp Báo sai biệt, Đức Phật dạy rằng người khiến cha mẹ buồn phiền sẽ bị quả báo về bệnh tật. Cha mẹ luôn thương con, mong mỏi con trưởng thành, sẽ biết chăm lo cho bản thân và gia đình. Nếu con cái lớn rồi
vẫn khiến cha mẹ phải suy tư sầu não mà sinh bệnh. Tội bất hiếu này sẽ khiến con cái phải chịu quả báo bệnh tật, sức khỏe giảm sút. Người làm giảm tài sản của cha mẹ cũng bị quả báo hao hụt tài sản. Trong kinh Đức Phật cũng dạy rằng, tài sản kiếm giờ, chúng ta phải trích một phần để lo báo hiếu và chăm sóc cho cha mẹ. Một người con hiếu thảo tự nhiên sẽ được phúc lành. Đời này hoặc đời sau tài sản sẽ sung túc. Đức Phật dạy rằng, một trong những nguyên nhân khiến con người có ít tài sản, đó là từng cắt giảm tài sản của cha mẹ. Bổn phận làm con chúng ta cần ý thức được rằng, trách nhiệm của mình là phải nuôi dưỡng, đền đáp công ơn cha mẹ. Đối với tài sản của cha mẹ, nếu cha mẹ cho thì được nhận, chứ không được bòn rút ép cha mẹ phải cho mình. Một người con như vậy mới khiến cha mẹ được an ổn hạnh phúc. Người không yêu kính cha mẹ là đang gieo nhân xấu xí. Ai cũng muốn thân hình đẹp đẽ. Thế nhưng nhiều người sinh ra không được may mắn. Tướng mạo xấu xí khiến nhiều người sợ hãi. Nhưng cũng có người khi sinh ra thân hình đẹp đẽ, nhưng đến tuổi trưởng thành, dung nhan lại trở nên xấu xí. Trong kinh Đức Phật dạy, một trong những nhân duyên khiến chúng ta xấu xí là do không yêu kính cha mẹ. Người không yêu kính cha mẹ hay cãi lại cha mẹ dần sẽ chịu quả báo và trở nên xấu xí. Nguyên nhân bởi cha mẹ chính là người sinh ra yêu thương chúng ta. Nếu không hiếu kính cha mẹ sẽ khiến tâm hồn u tối, thần sắc kém sáng sủa, không gây được thiện cảm với mọi người. Người không có tâm quý kính hầu hạ cha mẹ, chịu quả báo không có uy thế. Người có uy thế lớn sẽ được mọi người kính trọng tôn kính giúp đỡ, có thế mới làm được việc lớn. Với những người không có uy thế, làm việc gì cũng khó khăn, không được mọi người nể trọng. Trong cuộc sống, chúng ta sẽ gặp rất nhiều kiểu người. Có người khi nói ra điều được tin tưởng quý trọng, nhưng có người nói chuyện luôn khiến người khác nghi ngờ, không được tôn trọng. Những người mang tội bất hiếu với cha mẹ, không có tâm quý hầu hạ cha mẹ, sẽ là người không có uy thế. Người bất kính với cha mẹ sẽ sinh vào dòng họ thấp kém. Đất nước Ấn Độ, từ thời Phật còn tại thế cho đến bây giờ, những dòng họ thuộc giai cấp Thủ Đà La chính là giai cấp nô lệ thấp kém. Những người này thường không có địa vị và tiếng nói trong xã hội. Đức Phật dạy rằng, người có dòng họ thấp kém là bởi họ không biết kính cha, kính mẹ, không vâng lời dạy của cha mẹ. Có thể nói nhớ ơn của cha mẹ là cái gốc, còn các con là cái ngọn. Các con chăm sóc cha mẹ là rung bồi cái gốc. Nếu quên mất gốc, quên ơn đức sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ, tương lai con cái cũng không thể tốt đẹp và tươi sáng hơn được. Bốn nguyên nhân tạo thành tiểu bất hiếu. Cha mẹ đối với con cái thường yêu thương vô điều kiện, và từ nhỏ đến lớn, đứa con đã là người chuyên nhận, còn bố mẹ là người chuyên cho, chỉ có đi mà không có lại. Chính từ đó là nguyên nhân dẫn tới ác nghiệp, do vong ân với cha mẹ, kiêu ngạo vì quá yêu thương con, nên cha mẹ thường có xu hướng quá nuông chiều, khiến con cái thường làm tổn thương cha mẹ. Vì sự vô tâm của mình, con không thường xuyên hỏi han tình hình cha mẹ, không cần biết bố mẹ suy nghĩ gì, mà chỉ biết đòi hỏi nhiều hơn. Vô tâm vì quen được bố mẹ quan tâm, và không phải quan tâm ngược lại bao giờ, nên dần dần đứa trẻ trở nên ngang bướng. Thậm chí có những lời nói hành vi không tuân theo những gì cha mẹ dạy bảo. Lâu dần, chúng dường như không xem sự tồn tại của bố mẹ là đáng lưu tâm. Thích đi đâu, làm gì, cũng không phải xin phép hỏi han. Lêu lỏng chỉ để thỏa mãn thú vui của bản thân, nên chỉ thích theo bạn bè đàn đúm vui chơi. Không thích cùng người thân gặp mặt, cũng không thăm nom coi sóc ai một ngày. Thậm chí bố mẹ ốm cũng mải chơi không để ý. Không hay biết, vong ơn bố mẹ có công sinh thành giáo dưỡng. Chúng ta là những đứa trẻ không tự nhiên mà lớn lên. Vì thế, sống phải có trước có sau. Đừng xem việc bố mẹ nuôi nấng mình là việc đương nhiên phải làm, mà từ đó sinh ra tính xem thường. Chính thái độ xem thường đấng sinh thành đó là nguyên nhân dẫn đến ác nghiệp mà bạn phải gánh chịu. Tiểu bất hiếu lâu ngày tích thành đại bất hiếu. Từ xưa cũng như ngày nay, phạm tội bất hiếu là đánh mất tư cách làm người, suốt đời mang tiếng xấu, hổ thẹn với người đời, thẹn với con cháu, sau khi chết đi bị đọa địa ngục. Đó chính là quả báo nặng nề cho những người con bất hiếu. Thưa quý vị và các bạn, chủ đề ngày hôm nay đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình của chúng tôi.
chúc quý vị và các bạn luôn bình an.